Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video anh em ơi. Bây giờ thì Khải chuẩn bị ăn bình cho anh em động nha anh em. Khải đi đòi 7.000 xu, Khải lấy 7 kim, Khải lấy 7.000 xu đó. Còn hiện tại Khải đang cắn cái vật phẩm mỗi loại 1.000 cái nè. Mỗi loại 1.000 cái. Anh Nguyên Vịnh nha anh em. Em anh Nguyên Vịnh full tiền vạn với xu rồi bên 45. À ok em ơi. Úp cho dàn xe ok 2k em ơi. Úp cho dàn xe mới nè em ơi. Lúc nãy vừa ăn con thiếu lâm lên 146 rồi. Giờ con này chắc lên được 144. Con này chắc ăn xong lên 144. Khải có một dàn xe 147, 146 nữa mà khác phái nè. Rồi thôi, cũng không cần thiết. Tại bây giờ đổi phái tốn 2-3 kim rồi, đổi nhân vật từ nam giờ nữ nữa là khó nè. Tại vì anh này đang là nam, nam độc, độc bùa. Giờ anh Nguyễn Bình kiếm ít thì tin là chuẩn bị ép đai lưng đỉnh Khải nè. Ép đai lưng cái bang cho Khải nha. Ép lưng đỉnh Khải nha nè. Ép đai lưng đỉnh Khải là có skin 9x nha mọi người. Đai lưng đỉnh Khải là có skin 9x. Nếu mà ép được 3 cấp 9x thì quá tuyệt vời nè. Đang mong chờ vào cái đó thôi. Thầy cánh này nha. Đang mong chờ vào đai lưng đỉnh Khải 3 cấp. Tính ra Khải chịu chi dữ. Đúng rồi, chơi phải chơi với anh em. Mình không chơi nữa thì mình cần thợ bán. Mình cũng tiền mình bỏ ra mà, vấn đề ở đâu. Giờ đang đầu tư cùng cái bang nè. Cái bang thì Khải có xếp ăn bang Hồng Mỹ rồi, bao tay đỉnh Khải rồi, áo Hoàng Kim Hồng Phái rồi. Giờ ép cái đai lưng nữa thôi nè. Cố gắng 3 cấp luôn nè mày. Rồi, Khải đi rồi xong. Anh bên này lấy thì tin nữa là xong. Lấy tin nữa là xong. Chủ yếu lấy thì tin là kinh nghiệm nè mày. Ra được cũng đã thành 120 thì lại ngon. Rồi, ép cho anh em xem. Đó là em Vinh Trung Thu nha nè. Em Vinh Trung Thu. Mua 1.000 thịt heo. Đó, mỗi loại 1.000. Rồi, mua lâu 1.000 nè, giờ rau ép. Ghép bánh trung thu con heo 1.000. Rồi, cắn nha nam. Ok, nên chúng ta cùng đi cắn. Khải chỉ diệt thôn Thông Trang, Chu Tiên. Rồi, dứt thắng nào nè. Đó, đẹp trai chưa. Rồi, cắn nha nam. Thị tinh. Chủ yếu tìm thị tinh đây mà. Một rương phổ hồng kim 100 xu. Đã có 100 xu. Một thị tinh. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Nghe anh Vinh cái 200 view liền. Ok anh em ơi, em đang anh Vinh nha anh em ơi. Anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ chơi video nha anh em. Cái video này nếu như anh em nào mà chưa xem thì Khải sẽ up lại trên kênh vào lúc 11:15 trưa hàng ngày, anh em thử xem lại cho vui nha, giải trí nha. Khải đang yên bình bánh trung thu con heo nè em ơi. Còn 7 ngày nữa hết hạn rồi. Hai viên thị tinh đó. Thị tinh đâu, thị tinh đâu? Mình chủ yếu kiếm thị tinh thôi anh em. Thị tinh nó đập đồ bạn nhượng tinh đúng 1. Tinh 3 à, cho đương nhiên tinh 3. Thị up cấp nè, thị tinh đâu? Một rương đồ phổ đỉnh quốc. 1/10 tím. Phi tốc đại lực. Đúng rồi, anh từ không gọi nó sẽ ra thị tinh. Đúng chính xác. Nãy con trước cũng vậy nè. Anh từ ra hai máy viên luôn nè em ơi. Này cho kích tay nữa, nó khá là chậm. Hai viên thị tinh rồi. Ui, hơn 100 cái nè em ơi. Khuôn viên nữa cho nó lăn rồi. Khuôn viên nữa cho nó lăn rồi. Khuôn viên cho nó lăn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa thấy viên nào nữa. Một viên thôi. Mới được hai viên này nè. Không tiếp đạt này. Đó. 100 cái rồi. Sư đồ thiếp. Còn đi thông khác thì thông này nãy giờ hơn 100 cái rồi. Mới có hai viên rồi. Đào hương thôn. Rồi, đào hương thôn. Tên nào? Thì tên đây, thì tên, thì tên. Đó, ba viên. Ngon lành cành đào.
4 ngày. Rảnh 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 anh em, rảnh anh em. Rảnh anh em. 4 4 lần này 4. Mày bot rồi, mày bot. Thì tới đâu? Đủ đủ nhiều không rồi? Đó, 4 viên. Ngon lành, ngon lành. 4 viên, 4 viên. Bốn viên rồi em ơi. Bốn viên rồi. Bốn viên. Thì tân đâu? Thì tân đâu? Có cái này dưới đây. Chẳng hiện thì tân mình chờ chẳng đẹp nè. Máu. Đó, 5 viên, 5 viên, 5 viên. 5 viên em ơi. Phường Thường Bắc à? Ok, Phường Thường Bắc luôn. Nãy giờ 200 cá rồi 5 viên rồi em ơi. Phường Thường Bắc, ok man. 5 viên rồi em ơi, cố lên, cố lên. Kiếm 20 viên nữa coi. Hồi nãy con kia không có lỗ nè. Con kia lời được hơn 1000 xu. Lời được kinh nghiệm quá trời. Năm viên rồi. Ra đây, ra đây, đây. Anh hết 1000 này mà được khoảng 11, 12 viên. Đến 15 viên là ok nè. 15 viên là chuẩn nè. 15 viên là chuẩn luôn. Thời gian có hạn, thời gian có hạn. Đó, 6 viên, 6 viên nè. 6 viên. Đủ thì tin là ép bao tay định khái ngay. Quên đai lưng định khái luôn. 6 viên. 6 viên rồi nè em ơi. Đúng ra là mình thấy tinh đó. Tinh hồng. Bốt. Trời ơi. Đứng quá, đứng quá, đứng quá, đứng quá, đứng quá. Đứng quá nè mày. Anh hơn 100 cái được ứng viên. Chọn 5.000 đồng. 6 viên rồi, thì tính đâu? Đủ, thì tính, thì tính. Trời ơi, toàn boss cũng là đầy mới boss nè. Phú Dương Đại. Trời, hơi đứng nha, hơi đứng nha, hơi đứng nha. Đó, 7 viên. 7 viên rồi em ơi. Của mặt bí tịch đây này. 16 ok được. 7 viên rồi, 7 viên rồi. 7 viên rồi. Cố gắng là 15 viên như nãy này. Có vẻ full rồi. Bó. Ui. 500 cái 7 viên rồi em ơi. Cố gắng kiếm 7 viên nữa coi. Ui, mấy này khá nhiều món rương. Này nó chặt chỗ lắm. Nó đông kim. Nè. Kiếm. Giảm. Chuyên tóc. Thiên thủ lộ. Ông độ. Tinh hồng. Bỏ vô luôn. Rồi tiếp theo. Bắn bác nè. Bằng nhược. Bằng nhược. Rồi tiếp tục. 7 viên rồi em ơi. Cố lên. Dọn xuống này cho nó đẹp, viên thì tinh rồi. Mấy viên rồi, ra đây, ra đây. Đó, 8 viên. Lầm ngay. 30 kiếp, mở luôn. Bảo vũ là hoa. Thực ra 30 kiếp cái bằng bỏng luôn rồi, đỡ mất 500 xu nè. 8 viên. Rương 107. Ôi, trời ơi, lộn.
Thôi qua thằng khác. Ấy, 9 viên. Trời ơi, định đi thằng khác ra một viên nữa là em. Ngon lành, 9 viên. Ai, mình đi miền kinh gái. Giờ mình đi thành nè mà, nếu mình đi thôn rồi. Nếu mình đi thôn rồi, thôn dở ra hơn hả? À? Khả thái nó cũng như nhau à. 9 viên rồi. Anh được anh viên đi thằng khác. 9 viên rồi, anh miền kinh đứng rồi. Em gần viên đi thằng khác. Đến đâu? Trời, tiếng lồ nữa. Rồi, miền kinh chưa có. Ôi, ra là mày bớt nữa. 9 viên rồi, có bánh rồi. 15 viên là đẹp luôn em ơi. 15 viên mở thêm 50 túi kia kiếm 5-7 viên nữa là đẹp. Ui, 9 viên rồi, 10 viên nữa thôi. 10 viên đi chỗ khác thôi. Trời ơi, tinh hồng. Cuốn 3 5 tiền thôn, ok. Ui, em mình cần ấy chưa ra đâu em. Vãi nồi. Ra đi. Này cái lâm bàn nó ra cái vèo này, này chưa ra đâu. 9 viên rồi, 10 viên rồi. 10 viên. Trời ơi, gần 100 cá chưa có cái thiên nhiên thì tinh luôn, ở biển kinh luôn. Gần đen vậy. Chưa ra luôn. Ôi trời, bỏ biển kinh luôn quá. Chết, mới 9 cái muốn xong rồi em ơi. 9 viên thì tinh mà hết nhầm mấy chục cái chỗ này rồi. Trời, không ra luôn. Ui, hết gần 200 cái nữa, chưa ra luôn. Ôi, 10 viên. Cố gắng nặng anh em ơi, cố gắng nặng anh em ơi. 10 viên rồi. À, đến 5 tiền đúng không? 5 tiền, ok. 5 tiền thôn. 5 tiền thôn, 9 cục rồi. Còn 300 cái. Viên tình ba. Tiếp là hám. Thì tình đâu, đủ mới 9 viên rồi nè. Ráng nào. 10 viên, đó. Còn 250 cái nữa. Có gắng làm 5 viên nữa. 10 viên. Trời ơi, thưởng ra thì tình. Trời ơi, kiểu không ra luôn nè. Mới 10 viên thôi em ơi. Này ít quá. Bót. Tiền nó lộ. Máu nữa. Căng rồi. 11 rồi. Nhầm. 11 rồi. 2, 3, 6, 9, 11. Nhầm. Làm vài viên nữa coi. Ây da, hơn trăm cái rồi. Hơn trăm cái mà mới có một viên thôi. Ở thành này mới một viên thôi. Trời, bót nhiều dữ, này bài bót nhiều dữ. Chặt rưỡng rồi. Trăm mười mấy cái nữa. Trời ơi, đứng luôn 11 rồi em ơi. Ba đang hiện, ok. Còn trăm cái cuối cùng. Chặt rưỡng rồi. Úp cốc. Tính. Lên nào. Lên 12. Trời ơi, dùng ra thiên sơn. Lên 12. Lên. Đó. Ngon lành. 12 rồi. Nành. Còn những vật phẩm cuối cùng. Rồi, có rồi, đi chỗ khác đi. Có người khác nè mày. Chu thiên trắng lại rồi. 12 rồi. Cái bảo gì đây? 13, có 13. Rồi, bót, chậm rừng quá. 12 thể tinh rồi em ơi. Tiếp tục này, cắt mấy cái vô, thừa vô này. Chậm rừng này. Rồi. Tinh hồng này. Thương lộ nè. 12 thì tinh rồi. Ôi chồng này.
Ok. Còn những cái cuối cùng. Số. Ôi ôi, xem trọng không bị kiếp à. À khôi. Trời ơi, thế thân đâu. Làm duyên được rồi. Làm duyên đẹp quá. Tại anh ấy vừa này là 7 kim anh em. Trời ơi, thế thân đâu. Thì tân thêm duyên nữa. Rồi xong, đứng hình luôn. 12 thì tân, trời tụi này ít quá, tụi này ít hơn tụi lúc nãy rồi. Ít hơn tụi lúc nãy rồi anh em ơi. Cố gắng gỡ gạt xem nào. Bỏ mấy cái này vô, phục duyên này nọ vô, từ từ tính sâu. Máu mê thật lè bông bí rồi. Sát thu giãn. Rồi, phục duyên. Thiền tân. Quốc bài mà cái này đi, chậm quá. Nó lộ thừa này. Thế thừa này. Vớt. Rồi, khu cái cuối cùng này. Kiếm cũng mới kiếm 120 này. Tìm mới kiếm 120 này. Chạy đâu con sâu. Trời ơi, không có biết kiếm 120. Không có đạt thành 120 nữa mày. Biết kiếm thì có, không có đạt thành. Khu tiếp này. Thủy tinh nữa. Cái rương đen vừa rồi là có thể ra đại thành này, ra thủy tinh đen quá. Trời, nhu tình nữa. Một nhu tình không. Nhu tình của chúng tôi. À, giờ đâu khui phổ này. Khui phổ nha nè. Đâu, không ra đại thành này em ơi. Khui phổ này. Rồi, chết phổ. Tơ hồn, đái, đại thiên đào, chú vực cảnh phù, gia duyên đậm độc, ba thị hồng lý, bích hải thi đái, thiên trưởng, đai định khái đâu, bích hải đái nữa, anh đều hai cái đai, cơ nghiệp kim khải, hai cái đai, thiên trời, vụ ảo ngoa, ok, ma hồn dốc khôi, chết tôi. Đồng cừu, trời ơi, cầm cần định khái ra đồng cừu. Chú, nhỏ gơ nè. Rồi, nói chung thì mấy cái đai này nếu cần người mua thì cũng bán được. Cho em ít hộp quà trung thu đặc biệt. Ok, tiếp tục giao dịch. Còn dư 9 cái mất luôn. Ở đâu khối tiếp 50 cái quà trung thu đặc biệt như thế nào. Tiếp tục. Không ra là thành 120. Ra thì thu được 4 kim rồi. Ok, tiếp tục khôi hàng rồi tính tiền nha nam. Tính tiền thử lời hay lỗ nha. Ồ, đằng này ít thì tinh quá. Ít thì tinh quá. Bạn này vô rồi. Mà cái phố này không có cái phố nào mà gọi ra tiền. Có cái phố... vô vụ ảo ngò này đựng kim. Đựng cái vụ ảo ngò. Tao đánh nhầm vụ. Chung là cũng được một ít đồ. Phố thì mình cần đang cần phố định khái mà không ra nè. Đâu phải tốn một kim năm. Không ra. Rồi tiếp tục nè. Khui 50 cái bánh hộp bà chúng thu để tìm thị tinh cho nam. Hiện tại bây giờ 1, 2, bao nhiêu rồi? Mới có 13 dùng thị tinh rồi. 13 thị tinh rồi. Rồi, khui này. Một thân phù này. Đó, 14 thì tinh. Ok chưa? 15 thì tinh. Ok chưa? Bù ngay. Một cục này cũng được vào trong sâu. 15 thì tinh rồi. Cố gắng lên 20 ai. Đó, 16 thì tinh. 16 thì tinh anh em ơi. 16 thì tinh. 17 thì tinh. 17 thì tinh. Cố gắng 20, 3 viên nữa thôi. Cố lên còn 36 cái nữa. 17 rồi. Đục, là bao là hắn nhiều rồi.
nhựa thân phù. Trời ơi bằng nhựa 17 rồi, 3 cộng nữa thôi. Trời ơi sao toàn toàn thiết lắm là bao vậy. Số của 300 quân kiếm 25 cái nữa. Tinh hồng cặp rương quá, cặp rương quá. Trời ơi nó bao nữa. Bấm shop nè, shop nè, shop nè, shop nè, shop nè, shop nè, shop nè. Rồi nhà còn hai là 24 cái này, nhảy thành khác này. Thành này mà anh 4 năm viên thì tin nè. Thôn này mình 4 năm viên thì tin nè. Tiếp tục nè, 17 rồi, 18. Đó 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 đó, tới giờ, tới giờ rồi, ra 19 rồi, 20 cá nữa. Trời rồi ngựa. Ôi trời ơi, phi phong thủ phi phong kín lanh nè. Phong này cho nó mang luôn, tí nữa cho nghe mười xe mang luôn. Trời ơi 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 18 là kiếm 2 cộng được rồi. Bốt trời, phun rương, phun rương, phun rương. Còn một chỗ chưa, chưa. Rồi còn 13 cái. Trời nhà cũng kiếm nữa. Nến lung linh, sư đề, trống, đậu xanh. Trời ơi ba đâu vậy. Trời ơi phong đường đồ, phun rương rồi. Rồi cất cái này đi. Còn 7 cái cuối cùng, đứng 18 viên rồi em ơi. Mới có ra nữa hay không này. Đứng 18 viên rồi, chập chỗ luôn rồi. Đó, 19. 19 viên, 19 viên. Làm viên nữa, bù vốn ai. Làm viên nữa bù vốn. Này, bàn nhược nè. Lệnh bài nè. Ok, kỹ năng sư đề. Rồi 19 viên này mà. Chung là ạc nãy là 20 viên. Ạc này 19 viên cũng được. Cũng được nè mà, cũng được nè mà. Tính tiền thử lời thì lỗ nha. Lời kinh nghiệm là cái chắc rồi đó. Rồi, cái ngay. Rồi lời kinh nghiệm là chắc đó anh em. Rồi, được rồi, tính thử rồi, được gì đây. Nãy được 10 rương hùng kim môn phái, 10 rương phổ kim phái thì cho một kim nha anh em. Đó, thu được một kim từ 10 rương kim phái nha. Từ rương 10, 10 cái rương phổ nha. 10 kim. Xong rồi là cái boss là 2 kim, 1 kim 5 nữa. Là 2 kim 5. Cái boss là 1 kim 5 2 con nha anh em, 2 kim 5. Rồi tiếp tục. Cục này 100 sâu. Đó. Cục này là 150 sâu. Đó. 2750. Tập cuốn này thì 100 xu. 100 xu thật cho thôi. Rồi bốt này thì đỡ thả đánh cho vui. Đây quan trọng. Rồi hai cục này là mỗi cục khoảng 100 xu. Hai cục là cộng 200 là thành 2850 rồi. Cộng 200 nữa là 3050. Bông đồ bỏ nè. Thiên linh bỏ nè. Bỏ nè. Rồi cái càng khôn 500 xu nè là 3550. Đó này bỏ nè. Nếu mực nào thì chất vứt thôi, không bán được đâu. Bỏ nè, bỏ nè. Bỏ nè. Viện 2 này bỏ luôn. Viện 13 này đựng 100 xu nè. Đó. Chung là giá thị trường 100 xu, nói chung là dư thì khai cắn cho xe thôi. 100 xu nè. Viện 16 đựng 200 xu nè. Đó. Bót bỏ nè. Cuốn 9 đựng 100 xu nè. Rồi, 3950 rồi. Cái này không ai mua. 3950 cộng với 19 thì tin. 19 thì trung bình một viên 170. 170 nhân cho 19 cộng với 3950. À, không có lỗ này mà thu là được 7 kim 180 xu, lời được kinh nghiệm anh em. Đó, nếu bán hết lượt thì được 7 kim hơn. Rồi,
Ok, trong lúc nãy mở ra cái phố mà nếu mà có cái đai lưng đỉnh khá nữa thì khá đỡ tốn tiền nè. Trong này toàn đai lưng này, đai lưng này, đai lưng này, đai lưng này, lại toàn những cái đai lưng gì không, không phải đai lưng mình cần nè. Cái vụ áo này được kim, nói chung là bù lại cũng như nhau nè. Mở 10 rương thì được một phố này thôi. Đó. Rồi ok, bây giờ đi ép đồ nè em ơi. Ép lên đầu lấy đồ đó nha. Ok, anh em đang xem thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Rồi bây giờ Khải sẽ đi ép đai lưng đỉnh khá nha nè. Đó thì tình có đầy đủ rồi. Giờ việc là sức chiêu thôi nè. Bây giờ chỉ việc sức chiêu thôi nè. Rồi gồm thì tên gương dùng một bạn hả. Rồi anh em xem anh Vy Evan này thì đừng quên đỡ lại cho Khám like chia sẻ cho nhé.